Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài từ rạng sáng cho đến chiều nay đã khiến cho ta luy dương đèo Hải Vân tại km số 905+600 bị sạt lở. Và trước đó thì vào năm 2022, cũng tại chính địa điểm này đã xảy ra sạt lở do mưa bão. Thưa quý vị các bạn, mưa lớn kéo dài từ rạng sáng ngày 13 tháng 10 đến nay đã khiến tuyến đèo Hải Vân đoạn km 905+600 qua địa phận Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng. Hiện cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đang chốt chặn hai đầu, không cho phương tiện lưu thông qua đây để đảm bảo an toàn. Theo ghi nhận của phóng viên truyền hình Nhân dân, ngoài đất đá gây tràn lấp mặt đường, các khung sắt gia cố ta luy dương cũng đổ sập xuống mặt đường, gây tắc đường hoàn toàn. Theo lãnh đạo của Văn phòng Quản lý Đường bộ 3, lực lượng chức năng của văn phòng đã có mặt tại vị trí sạt lở, phối hợp với các đơn vị chức năng điều động phương tiện chuyên dụng để tổ chức xử lý hiện trường. Hiện khối lượng đất đá sạt lở vẫn chưa được thống kê cụ thể. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua đã làm đoạn đê bao qua xã Quảng Phước, Quảng Điền bị sạt lở. Đoạn đê cống Mai Dương dài gần 100m đã bị sạt lở nghiêm trọng, có đoạn nước ăn sâu vào trong như hàm ếch, đục sâu vào nền đường, đe dọa đến nhiều nhà dân sống xung quanh, ảnh hưởng đến hàng trăm hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang và chia cắt giao thông. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương tiến hành các biện pháp để gia cố chống vỡ đê. Địa phương đã chỉ đạo cho lực lượng dân quân phối hợp với lực lượng của Ban Chỉ huy quân sự huyện để cùng gia cố cái đoạn này nhằm để hạn chế thấp nhất tình hình thiệt hại do nước gây ra và để đảm bảo cho cái tuyến đường đi lại của vùng đầm phá. Mặc dù trời mưa rất to, nước sông chảy xiết, việc xếp kè dọ đá vào vị trí sạt lở rất khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, các lực lượng cứu hộ đê bao đã triển khai mọi biện pháp để gia cố đoạn đê. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, đoạn đê đã được hàn khẩu, bảo đảm an toàn cho người dân địa phương. Rút kinh nghiệm mùa mưa bão các năm trước đây gây cô lập kéo dài, hiện nay ở các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam, bên cạnh việc di dời người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương còn bố trí kinh phí để mua lương thực, thực phẩm dự trữ. Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã cấp cho mỗi xã từ 70 đến 90 triệu đồng để mua gạo dự trữ, đồng thời tuyên truyền người dân chủ động tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm phòng khi có hiện tượng tắc đường do mưa bão. Hiện nay thì các xã vùng cao của huyện Phước Công, Phước Kim, Phước Thạnh, Phước Lộc đã hoàn thành việc là mua gạo dự trữ tại trung tâm xã và các nhà lạc ở các địa phương. Công tác phòng chống thiên tai nhiều năm qua thì người dân cũng đã tự ý thức được cái việc tự dự trữ của gia đình mình. Theo dự báo, từ trưa và chiều ngày 13 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ xuất hiện một đợt lũ, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu vực tập trung đông dân. Các địa phương cần chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm, phương tiện máy móc để sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố xảy ra. Thưa quý vị, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 10, tỉnh Hà Giang tiếp nhận và phân bổ gần 400 tấn gạo để hỗ trợ cho nhân dân ở 9 huyện vùng cao trong thời gian giáp hạt năm 2023 từ nguồn hỗ trợ của chính phủ. Mùa giáp hạt năm nay, hàng nghìn hộ dân ở vùng cao tỉnh Hà Giang có nguy cơ thiếu đói cao. Nguyên nhân là do hạn hán kéo dài, cây trồng bị khô héo, sản xuất nông nghiệp chậm hơn so với mọi năm. Đối tượng hỗ trợ là người dân trên địa bàn 9 huyện có nguy cơ bị thiếu đói trong thời gian giáp hạt cuối năm 2023, ưu tiên đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Nhân dân các huyện sẽ giao các xã thị trấn tổ chức tiếp nhận và kịp thời phân bổ gạo hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng số lượng. Mới đây, trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã quy định rất rõ ràng về quy chuẩn, quy cách và điều kiện hoạt động của loại xe đưa đón học sinh. Đây được đánh giá là tiền đề để đưa hoạt động chuyên chở học sinh vào nền nếp, bảo đảm an toàn hơn cho các em nhỏ, thế hệ tương lai của đất nước. Tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho nhiều gia đình vào buổi sáng là lý do chính khiến nhiều gia đình chọn cho con đi bằng xe đưa đón học sinh của trường. Thế nhưng, hiện loại xe này vẫn chỉ được gọi là xe hợp đồng, khi mà không có một quy định định danh nào cụ thể. Vì vậy, mới đây Bộ Công an đã đề xuất trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quy định cụ thể và rõ ràng các điều kiện hoạt động của loại hình vận tải này. Thậm chí có quy định riêng đối với từng loại xe, từng cấp học.
Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ phía các phụ huynh học sinh và nhà trường. Chủ trương là tốt, là đúng đắn, tuy nhiên cần có một lộ trình cũng như là hợp lý để đảm bảo rằng cái sự hài hòa giữa cái việc an toàn đưa đón học sinh, việc quản lý chặt chẽ cũng như là cái thuận lợi, thuận tiện cho các nhà trường về mặt đưa đón. Theo các chuyên gia giao thông, đây là đề xuất rất chặt chẽ, cụ thể hơn và vá các lỗ hổng trong quy định pháp luật hiện hành. Khi mà tại luật giao thông đường bộ năm 2008 chưa có điều khoản quy định riêng đối với ô tô đưa đón học sinh. Tôi cho rằng đây là một cái đề xuất mà cũng cần phải thực hiện. Bởi vì trẻ em là cái yếu tố bị tổn thương nhất trong xã hội, cần phải được bảo vệ một cách chặt chẽ hơn, cần phải có một cái sự nhận biết những loại phương tiện mà trên đó tập trung nhiều trẻ em hơn. Mặc dù hiện nay thì một số phương tiện đưa đón học sinh cũng đã có sử dụng logo đề can riêng của trường, nhưng cái việc sử dụng màu sơn đồng nhất cho cái loại hình kinh doanh vận tải này thì sẽ giúp cho lực lượng chức năng cũng như là người tham gia giao thông khác nhận biết dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng chú trọng đến các điều kiện vận hành như ô tô sử dụng để đưa đón học sinh tiểu học hoặc mầm non phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc phải sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi học sinh. Kính xe đảm bảo có thể quan sát rõ phía trong xe từ bên ngoài. Khi đưa đón học sinh tiểu học và mầm non phải bố trí tối thiểu một người quản lý trên mỗi xe để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và đảm bảo an toàn cho học sinh trong suốt chuyến đi. Thưa quý vị, ra mắt vào năm 2017, TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội xuyên biên giới được sử dụng để tạo ra các video ngắn với đa dạng các chủ đề. Với đặc điểm ngắn gọn, phù hợp với xu hướng của giới trẻ hiện nay, ứng dụng này đã thu hút hơn 1 tỷ người dùng trên toàn cầu và hơn 50 triệu người dùng ở Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển như vũ bão đó, thì TikTok cũng trở thành một môi trường thuận lợi để lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh xấu, độc, ảnh hưởng lớn tới văn hóa, nhận thức và hành vi của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Hàng loạt các nội dung xấu, độc hại được phát tán trên nền tảng mạng xã hội TikTok và thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Chính yêu cầu các video phải ngắn nhưng vì muốn ăn khách nên nhiều chủ kênh đã dùng các chiêu trò giật gân, phản cảm nhằm thu hút người xem. Đáng lo ngại, phần lớn người xem lại là thanh thiếu niên và trẻ em, những đối tượng dễ bị ảnh hưởng về nhận thức và tâm lý hơn hết. Trên TikTok thì dường như là cái cách cảnh báo chưa được triệt đề và còn lỏng lẻo. Chính vì thế mà trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng rất nhiều chính phủ trên thế giới đã cấm sử dụng TikTok. Đặc biệt là vừa rồi chính phủ Việt Nam cũng đã có những cái chỉ ra vi phạm của TikTok, đã vi phạm những cái gì. Thì chúng ta cũng phải tự đặt ra cho mình một cái cảnh báo, một cái filter lấp lọc để chúng ta tiếp nhận những cái nội dung tốt và gạt bỏ lại, lọc lại những cái nội dung xấu độc trên đó. Mới đây, trong cuộc họp báo cáo kết quả thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam, những sai phạm của TikTok đã được chỉ ra. Một trong số đó là đăng tải, tuyên truyền những nội dung văn hóa xấu độc, khuyến khích giới trẻ bắt chước, học theo những trào lưu xấu, phản cảm, làm lệch lạc nhận thức, lối sống của giới trẻ, làm băng hoại giá trị văn hóa của dân tộc. Cơ quan quản lý của Việt Nam đã yêu cầu đơn vị vi phạm thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm một cách sớm nhất. Trong trường hợp mà các nền tảng xuyên biên giới không chỉ có TikTok mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam, không phối hợp hoạt động theo các quy định pháp luật Việt Nam thì chắc chắn là những nền tảng đó sẽ không được chào đón, không được tạo điều kiện hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để ngăn chặn và hạn chế những ảnh hưởng xấu tới văn hóa của người trẻ thì trước nhất vẫn là câu chuyện về giáo dục nhận thức. Gia đình, nhà trường và bản thân lớp trẻ cần có giải pháp để nâng cao sức đề kháng trong nhận thức. Nếu không, những video có nội dung xấu sẽ như một thứ virus độc hại, ăn sâu vào lối suy nghĩ của các em, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thái độ, hành vi. Thưa quý vị, nhân ngày doanh nhân Việt Nam, sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã tổ chức diễn đàn tiên phong tinh thần doanh nhân kiến tạo Việt Nam bền vững, sự kiện nhằm vinh danh và khích lệ các doanh nghiệp tiên phong, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, góp phần tăng cường năng lực nội sinh của nền kinh tế, hướng tới phát triển bền vững bao trùm.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã trao biên bản thỏa thuận hợp tác cho 22 doanh nghiệp tiên phong đầu tiên trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong của dự án USAID-IPSC. 22 doanh nghiệp đại diện cho các sản phẩm Made by Việt Nam tiêu biểu sẽ được nhận gói hỗ trợ trị giá 150.000 đô la Mỹ. Dự án sẽ đồng hành cùng 22 doanh nghiệp triển khai các hoạt động cải thiện năng lực quản lý và vận hành cốt lõi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này vươn ra thế giới. Doanh nghiệp này là những doanh nghiệp đã có chỗ đứng ở thị trường Việt Nam và chúng ta sẽ thúc đẩy đưa ra thị trường quốc tế và chúng ta khẳng định cái vị trí của các cái sản phẩm Made by Việt Nam trên thị trường quốc tế và là cái đầu tàu trong các cái ngành lĩnh vực được lựa chọn để chúng ta phát triển. Chương trình cũng công bố 3 doanh nghiệp chiến thắng chung cuộc trong chương trình sáng kiến ESG Việt Nam 2023. 3 doanh nghiệp này sẽ được hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chuyên sâu để thí điểm triển khai hoặc nhân rộng các sáng kiến kinh doanh bền vững. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, tại thành phố Hạ Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức gặp gỡ và tôn vinh doanh nhân tiêu biểu tại địa phương. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đạt được, những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng lớn mạnh, hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định khen thưởng, tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, tối ngày 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ tư năm 2023. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, Lạng Sơn có 3.920 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 42.500 tỷ đồng, có 790 chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Đối với hợp tác xã, trên địa bàn tỉnh có 474 hợp tác xã với tổng vốn đăng ký hơn 990 tỷ đồng. Song song với đó, các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội do tỉnh phát động với số tiền đóng góp giai đoạn 2020-2023 khoảng 50 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao cúp lưu niệm, chứng nhận danh hiệu doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn cho 16 doanh nghiệp và 12 doanh nhân. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã trao tặng 100 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh để xây dựng nhà đại đoàn kết.